Tất cả các anh em đang xem video thì trước mắt anh em đang là tổng hợp những cái mẫu lồng radar hiện tại đang bán ở chỗ shop. Thì trong cái chương trình khuyến mãi Tết Tây năm 2023-24 này, cái thời gian khuyến mãi là từ ngày 30 tháng 12 năm 2023 cho đến ngày 5 tháng 1 năm 2024. Thì khi anh em mua bất kỳ một cái mẫu lồng radar nào ở bên chỗ shop thì anh em cũng sẽ được khuyến mãi tặng kèm một cái áo lồng trùm radar như thế này. Đó, áo trùm màu rằn ri như thế này. Đó, anh em thấy. Đó, cái áo này có dây kéo nha. Cái áo này bình thường là shop bán 70.000, thì trong cái chương trình khuyến mãi này thì anh em được tặng kèm cái áo này. Còn anh em nào mua không đúng cái chương trình khuyến mãi, có nghĩa là không đúng cái ngày giờ khuyến mãi, thì anh em không được quà tặng, cái đó shop không nhận giải quyết khiếu nại ha. Nhắc lại là từ ngày 30 tháng 12 cho đến ngày là 5 tháng 1 năm 2024, thì shop sẽ giới thiệu sơ một số mẫu cho tất cả các anh em để anh em biết mà lựa chọn ha. Đầu tiên là cái mẫu số 1 nha tất cả các anh em. Mẫu số 1 này nó có chân thường và chân chạm. Đó, mẫu chân thường này đang bán là 670 ngàn này nha tất cả các anh em. Đó, chất liệu làm bằng tre mây. Tre này cực kỳ cứng nha tất cả các anh em. Tre gai, năng tre tròn, lên nước rất là đỏ. Mẫu này thì bán rất chi là chạy, nhiều anh em thích nè. Và giá cả khá chi là phải chăng. Tiếp đến là mẫu 01 chân chạm. Chân này làm bằng gỗ gõ đỏ nha tất cả các anh em. Chạm đầu lăng thì cũng là làm bằng tre mây. Ở trên đây thì nó có cái vỉ, có cái giải chống sóc nha tất cả cái này. Đó, đích thì phủ keo AB rồi. Còn nếu mà anh em muốn mua cái hàng rẻ thì anh em có thể chọn là cái mẫu số 02 này. Cái mẫu số 02 này thì nó làm bằng nhôm nha tất cả cái này. Đó, mẫu này thì chỉ có 350 ngàn một cái thôi. Rồi nếu mà anh em thích mẫu hàng VIP hơn thì anh em có thể chọn mẫu số 03. À, anh em có thể chọn mẫu số 03. À, mẫu số 03 là chân chạm đầu lăng làm bằng inox 304 không rỉ viền dây đồng nha tất cả các anh em. Mẫu này thì những cái mẫu này thì cái form này thì anh em có thể là điều chỉnh là cái mẫu này á, thì anh em có thể điều chỉnh là cái dĩ đè lên xuống này nha tất cả các anh em. Đó, thì theo vị trí anh em, cái này đi mồi đi bẫy rất chi là cần thiết nha tất cả các anh em. Hầu như anh em chơi chim mồi thì anh em đều thích cái tính năng này. Đó, đây là mẫu số 03 nha tất cả các anh em, inox viền đồng. Đó, chân chạm đầu lăng, à, ít phụ keo AB, hai lỗ. Mỗi cái lồng khi bán cho anh em thì sẽ được tặng kèm theo hai cái cống ăn nha tất cả các anh em. Tiếp đến là mẫu số 04 nha tất cả các anh em. Mẫu số 04 thì mẫu này cũng hàng cao cấp nha tất cả các anh em. Chân chạm đầu lăng nè, nang tre gai, nang này là nang dẹp nha tất cả các anh em. Thì cái dĩ đè của cái lồng này cũng điều chỉnh lên xuống y như mẫu số 03 hồi nãy nha tất cả các anh em. Đây là cái phần cửa nè. Bộ khung cũng làm bằng inox cho nên là anh em thấy là nó sẽ rất chi là bền bỉ. Mẫu này rất chi là đẹp, là nét nha tất cả các anh em. Tiếp đến là mẫu cuối cùng là mẫu số 05. Mẫu số 05 này thì cái dĩ đè cũng có thể điều chỉnh lên xuống y như mẫu số 03 hồi nãy nha tất cả các anh em. Đây, có thể điều chỉnh lên xuống. Rất chi là thuận tiện để anh em đi mồi đi bẫy. Mẫu này thì nang tre tròn nha tất cả các anh em. Đó, nang tre tròn, kích thước nang thì nó khoảng tầm 1,5 cm một nang nha tất cả các anh em. Đó, nang thưa như thế này. Khi anh em bỏ mồi vô thì nhìn nó sẽ rất là thoáng. Mẫu này thì những anh em nào mồi thuộc, mồi lào thì họ rất thích cái mẫu này. Nhìn nó rất chi là thoáng nha. Đó, bộ chân anh em thấy bộ chân chạm tuyệt đẹp luôn cho tất cả cái này. Đích phủ keo AB cứng nha. Đó, thì anh em trong cái thời gian khuyến mãi thì anh em mua thì sẽ được quà tặng ha. Là cái áo ha. Đó. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại tất cả cái này. Ở trong cái chương trình khuyến mãi này thì shop Tết Tây này shop khuyến mãi đến 30-40 món hàng, thì anh em có thể truy cập vào Zalo, Facebook để anh em xem những cái mẫu khác bao gồm cu, gà, đa đa lo đồ nữa nha tất cả các anh em, thức ăn